đâu đâu hả? Đau cái nào? Lỏng chân ra, đừng có co cứng chân, lỏng chân ra. À, thấy đau chưa? Đau đấy. Tập võ mấy hôm rồi? Em tập 2 tuần rồi. Úi giời, 2 tuần như dần. À, nằm thư giãn đi một lúc rồi. Cái này là vừa bị đau lưng mà cũng là vừa bị căng cơ. Tức là em tập quá sức ấy. Ok. Đứng dậy. Vẫn không? Là vặn người đi. Xem là bớt phải ít nhất 6-7 phần. Đúng không? Ừ. Vặn được người rồi. Cũng lại không vặn được người đúng không? Đúng rồi. Ờ, thôi thôi. Được rồi đây ạ. Ổn chưa? Thấy nhanh chưa? 10-15 phút chúng mày. Đỡ rồi nè. Được chưa? Rồi. Kỷ niệm trước khi đây nghỉ Tết 2024.